5. Thật ra, việc duy nhất anh lo bây giờ chính là công việc của em. Trước đây chúng ta vẫn hy vọng em có thể đổi được việc khác. Nhưng giờ em có thai rồi, anh không muốn em phải vất vả. Thay vì cố gắng đến cạn kiệt sức lực trong ngành đầu tư, thì thà em xin nghỉ việc ở nhà dưỡng sức một năm. Đợi con của chúng ta chào đời rồi, nhờ mẹ anh chăm sóc giúp. Đến lúc đó em lại đi làm, chắc chắn sẽ càng có tiềm lực hơn, phải không? Liệu có nhanh quá không? Nhanh? Chẳng lẽ em muốn đợi đến hơn 30 tuổi mới sinh con, rồi làm một bà bầu lớn tuổi à? Phải rồi, mẹ em nói thế nào? Vừa rồi em chưa dám nói quá nhiều với mẹ. Mẹ huyết áp cao, để rồi em sẽ từ từ nói cho mẹ biết. Thế cũng được. Thực ra chuyện lớn như vậy nên là anh đến nói chuyện trực tiếp với mẹ mới phải. Em vẫn thấy rất sợ. Được rồi, em đừng lo. Dù là một đôi giày da hồng bắt buộc phải đi, thì cũng không nhất thiết phải đổi việc làm mới có thể đi được. Đúng không? Alo, cháu chào cô ạ. Chào cô. Cháu là Quản Nhất Hạc. Cháu đoán rằng Tiểu Bạch chắc cũng đã kể với cô về tình hình của cháu rồi, phải không ạ? Cô ấy thực sự chưa kể gì với cô ư? Chị mau theo em qua đây. Chuyện này chắc không như em nghĩ đấy chứ. Phải. Chị có thai rồi. Em biết ngay mà. Nhìn bộ dạng thấp thỏm không yên của chị chắc chắn là có chuyện rồi. Chị xem. Bộ dạng của chị gần đây cũng bất thường lắm. Mua cà phê cho chị cũng không uống. Đồ ăn đêm chị cũng không ăn. Đến phản ứng cũng chậm chạp. Làm gì đến mức như em nói. Chị chỉ thấy hơi lo lắng chút thôi. Lo lắng chuyện gì? Chẳng lẽ Quản Nhất Hạc không muốn có đứa con này à? Không phải vậy. Chị còn chưa chuẩn bị đám cưới mà tự nhiên lại có thai. Không phải hai người đã chuẩn bị kết hôn rồi sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Lẽ nào chị kết hôn xong không định sinh con sao? Thôi nào, bây giờ chị có thai rồi, kế hoạch của chị chẳng phải đang rất thuận lợi sao? Phải rồi, vậy là được rồi còn gì. Chị và Quản Nhất Hạc chắc không mắc bệnh gì, không thể sinh con chứ. Anh ấy chắc không phải anh trai thất lạc nhiều năm của em đúng không? Tình tiết này thật gay cấn quá, không kịch tính đến thế đâu. Có điều cuộc sống vốn cứ tưởng là bằng phẳng, nhưng đến khi nó thực sự quật ngã em rồi, thì em không có chút cơ hội nào để chống trả lại. Chị còn chưa thực sự trưởng thành, còn chưa hiểu sự đời. Chị lo được thân mình đã là tốt lắm rồi, sao có thể làm mẹ người khác được chứ? Chị thấy có ai trước khi làm mẹ mà có được tờ giấy chứng nhận bạn đủ khả năng là một người mẹ tốt chưa? Mẹ chị vẫn chưa biết gì. Không sao, hai người cứ đi đăng ký kết hôn trước. Còn mẹ biết sớm hay muộn một tháng cũng không sao cả. Có đồng ý hay không thì tên người trên giấy đăng ký kết hôn cũng không đổi được. Nhà nước đã chứng nhận rồi. Mẹ chị còn chưa biết chị đang hẹn hò. Chuyện này thì hơi quá đáng đấy. Chào nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Sao thế? Tạm biệt. Sao thế, bạn thân yêu? Em tự bắt xe về nhà nhé, anh còn phải họp. Lát nữa anh đến nhà em, chúng ta sẽ bàn bạc xem nên nói chuyện với mẹ thế nào.
Tiểu Bạch. Mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến thăm con. Mẹ em đến rồi. Tiểu Bạch, thang máy đến rồi, con không lại đây. Con đến đây. Ôi, toàn món con thích ăn. Đi rửa tay đi. Mẹ là tốt nhất. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Ngon quá, mẹ ơi. Mẹ à, sao mẹ không ăn? Con cứ ăn đi. Thôi xong rồi. Không phải mẹ đến để hỏi tội mình đấy chứ. Ăn xong rồi à? Mẹ ơi, con đi rửa bát. Mẹ ngồi một lát nhé. Mẹ đã bao giờ bắt con rửa bát đâu. Ăn xong rồi thì qua đây đi. Nói đi. Con với cậu Quản, Quản Hạc gì đó. Quản Nhất Hạc. Đúng, Quản Nhất Hạc. Rốt cuộc là thế nào vậy? Bọn con chỉ hẹn hò thôi mà. Hẹn hò? Nhưng hôm trước cậu ta bảo mẹ là hai đứa sắp kết hôn rồi. Tiểu Bạch, mẹ chưa bao giờ phản đối con hẹn hò. Bây giờ hai đứa sắp kết hôn rồi mới nói với mẹ. Đây không phải là xin ý kiến mà là thông báo cho mẹ. Mẹ. Mẹ đừng giận nữa. Con biết con sai rồi. Mẹ đừng giận mà. Thực ra con và Quản Nhất Hạc thật lòng yêu nhau. Chúng con hẹn hò là cũng hướng tới việc kết hôn. Gì cơ? Kết hôn? Con có hiểu về cậu ta không mà đòi kết hôn? Con đã hỏi ý kiến mẹ chưa? Trong mắt con có còn người mẹ này không? Vâng, mẹ con hiểu rồi. Con đi gọt cho mẹ ít hoa quả nhé. Con chờ đã, đừng đối phó cho qua. Mẹ hỏi con. Vậy phía công ty thì làm thế nào? Chẳng phải công ty con có quy định không cho nhân viên trong nội bộ yêu nhau sao? Bọn con định tạm thời giấu kín. Tiểu Bạch, mẹ thấy hai đứa nên tìm hiểu thêm nửa năm, một năm nữa. Đừng ảnh hưởng đến công việc. Phụ nữ phải độc lập, tương lai phải nắm giữ trong tay mình. Con đã nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Cháu chào cô ạ. Mẹ, sao con lại đưa cả chìa khóa cho cậu ấy thế? Con... Cuộc sống là gì? Mỗi người đều có một đáp án. Lúc bàng hoàng vẫn kiên định, khi mệt mỏi vẫn vững tin. Mặc dù mỗi ngày bình yên lặp lại, lòng mang hơi ấm, nắm tay cùng tiến bước. Nguyệt Nguyệt,
Vâng. Nào, ăn hoa quả thôi. Làm phiền con rồi phải không? Giọng hát của bố hay như vậy, con làm sao dám chê ồn? Đang làm gì thế? Từ lúc bước chân vào ngành đầu tư này, con thật sự bận bù đầu. Nói thế quả thực không quá chút nào. Thế giới rộng lớn như vậy, đúng là nên ra ngoài thăm thú nhiều hơn. Bố xem mẹ con đấy. Lần này mẹ lại đi đâu rồi? Tịch Dương Hồng đi du thuyền. Lần này không biết lại bay đến chỗ nào nữa. Được rồi bố, bố cứ quan tâm đến việc của mẹ đi. Đừng quản lý việc của con là được. Khỏi phải giống như mẹ của Diệp Tiểu Bạch. Bà ấy quản con gái có hơi nghiêm ngặt thật nhỉ. Bác ấy đâu chỉ là nghiêm. Chị Tiểu Bạch chuyện gì cũng không dám nói với mẹ chị ấy. Giống như chuyện kết hôn, mang thai. Con còn biết trước mẹ chị ấy. Ai cơ, ai mang thai? Chị Tiểu Bạch kết hôn mang thai rồi. Sao có thể chứ? Vừa kết hôn đã mang thai rồi ư? Vương Nguyệt Nguyệt. Ngồi đi. Đừng làm như tôi muốn thẩm vấn anh chị thế. Tiểu Bạch, con ngồi đây. Nhất Hạc, cậu cũng ngồi đi. Nhất Hạc, cô cũng không phải một phụ huynh không thấu tình đạt lý. Cô trông nom Tiểu Bạch rất nghiêm khắc. Chỉ sợ trong chuyện tình cảm con bé chọn sai người giống như cô trước đây. Hai đứa đều là người lớn rồi. Nếu hai đứa muốn kết hôn sớm, về nguyên tắc thì cô vẫn đồng ý. Hôn nhân không phải chuyện nhỏ. Cô nghe Tiểu Bạch nói, cháu cũng chỉ có mẹ. Vâng ạ, cô có thể gặp mẹ cháu để bàn bạc thêm không? Cô nghĩ hai đứa vẫn nên đính hôn trước. Như vậy cũng có thể dành ra thêm nửa năm, một năm. Một là để chuẩn bị hôn lễ. Hai là như vậy, hai đứa cũng có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cô à, thực ra hiện giờ đúng rồi. Phải đấy ạ, bọn con cũng định đính hôn trước. Mẹ, hôm nay mẹ uống thuốc chưa? Hai đứa nháy mắt ra hiệu trước mặt mẹ định làm gì thế? Tiểu Bạch, mở cửa. Tiểu Bạch, sao bố lại đến đây? Con đi mở cửa đã. Tiểu Bạch, con sao rồi? Sao là sao ạ? Cháu chào chú ạ. Cậu to gan lắm. Bà, sao bà lại đến đây? Xảy ra chuyện lớn, đương nhiên tôi phải đến rồi. Mẹ, bố mẹ lâu lắm chưa gặp nhau, hay là bố mẹ nói chuyện đi ạ? Tôi và Tiểu Bạch đang bàn chuyện gia đình, ông còn có việc gì không? Tôi chỉ là việc của con, chúng đã nói với bà chưa? Bố biết chị có thai rồi. Nói rồi ư? Bố, hôm nay mẹ con vừa đến. Việc nên nói chúng con đã nói xong cả rồi. Hay là bố cứ về trước đi, để mẹ nghỉ ngơi sớm. Con chờ chút đã, con ngồi xuống đi, chờ chút đã. Con chờ chút đã. Việc này tiếp theo định làm thế nào? Bố em biết rồi. Tôi nói cho cậu biết nhé. Có tôi ở đây, cậu đừng hòng ức hiếp hai mẹ con họ. Chú à, Vậy mọi chuyện cứ làm theo ý của Tiểu Bạch đi ạ. Đúng rồi, cứ làm theo ý của con là được rồi. Chờ đã con, chờ đã. Thế nào là cứ làm theo ý con? Bố đang hỏi cậu ta đấy. Tôi hỏi cậu, cậu định thế nào? Có phải định đùn đẩy trách nhiệm không? Vương Tử, đây là việc của con gái tôi, không cần ông lo. Không phải... Nhất Hạc, việc kết hôn bây giờ còn quá sớm.
Cô thấy vẫn nên làm theo những gì cô vừa nói, cứ đính hôn trước đã. Đính hôn trước không phù hợp đâu ạ. Không phù hợp. Nhất Hạc, này, tên họ Quản kia, giờ cậu lại sợ rồi phải không? Muốn gieo tai họa cho Tiểu Bạch đúng không? Chú à, chú hiểu lầm rồi. Ban đầu tôi nhìn cậu giống chính nhân quân tử, tôi thật đúng là mù mắt mà. Thôi được rồi, được rồi. Nhất Hạc cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nóng lòng muốn kết hôn, tôi hiểu. Thế này đi, cô vẫn giữ nguyên ý định đính hôn trước, phải làm theo trình tự. Còn theo trình tự gì nữa? Đính hôn trước ư? Lại còn trình tự nữa? Tôi nói cho cậu biết nhé. Bố, Tiểu Bạch không phải không có bố. Chú à, chú bình tĩnh đã. Cậu dám bắt nạt con bé. Có con rồi, cậu định không chịu trách nhiệm à? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, con sao rồi? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Vương Tử, ông nói gì? Con gì cơ? Không phải hai đứa chúng nó có con rồi? Việc này không phải ban nãy bà nói là đã biết rồi sao? Diệp Tiểu Bạch, con nói rõ cho mẹ biết rút cuộc chuyện này là thế nào. Mẹ, con có thai rồi. Mẹ, mẹ. Bà ơi, cô ơi, cô. Đúng là sợ điều gì thì điều đó đến. Kiếp này tôi hôn nhân thất bại, gánh chịu biết bao khổ cực. Tôi chỉ lo Tiểu Bạch trong chuyện tình cảm lại đi vào lối mòn của tôi. Con thật là... Bố nói với hai đứa này, sao cậu có thể bất cẩn như vậy chứ? Nói ít tuổi không hiểu. Cậu ngần
Anh ngã vào nắm đấm của ai à? Để không phải đi công tác với anh nên tôi tự đấm mình đấy chứ. Như vậy được chưa? Đường đến Phúc Châu xa lắm, anh đi thì đi cùng ông Triệu nhé. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút. Sao cô nhóc này còn không cả chào hỏi thế nhỉ? Hôm qua mẹ vợ gặp con rể vui lắm đúng không? Sao em lại nhanh mồm nhanh miệng thế chứ? Hôm qua suýt chút nữa thì chị bị mẹ xử đấy, em biết không? Chị không thể trách em chuyện này được. Lúc chị nói với em mấy bí mật đó, cũng có quy định là phải giữ bí mật đâu. Hơn nữa, bố chúng ta cũng là người thân mà, đúng không? Hay là thế này đi, sau này chị tiết lộ bí mật gì với em thì hãy nói luôn xem có thể nói ra không, nói bao nhiêu cứ quy định trước đi. Em đảm bảo sẽ làm được. Dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, lần này thấy thái độ của em cũng không tồi nên chị tha cho em đấy. Đây, cho chị này. Đây là gì thế? Đây là đồ mà người hôm qua đánh người đưa cho người sáng nay vừa bị ngã đấy. Nói thế nào nhỉ? Không thể nói là quà xin lỗi được. Coi như là để bày tỏ thiện chí đi. Bố bảo là chị sẽ hiểu ý. Lát nữa đến Hâm Hà họp, em có đi không? Em tất nhiên là có rồi. Hôm qua em đã chuẩn bị tài liệu xong cả rồi đấy. Lát nữa sẽ mang cho chị Mary. Chị không đi à? Sau bữa trưa chị mới đi. Hôm nay đã hẹn quản... Hẹn mẹ của 10086 ăn cơm. Chị nói với chị Mary là buổi trưa xin nghỉ đến bệnh viện. Em đừng có làm bại lộ đấy. Không đâu. Lát nữa chị còn phải đi mua một ít quà gặp mặt nữa. Tiêu rồi. Em làm mất tài liệu rồi. Nguyệt. Em nhớ là lúc đấy em có cầm trên tay mà. Trong thang máy đông người lắm. Em còn nghe thấy Cao Sơn nói đùa với quản Nhất Hạc nữa. Trong thang máy rất nhiều người, chắc không rơi ở đấy đâu. Cho dù có làm rơi thì cũng có người nhắc em ngay. Em phải làm sao bây giờ? Sáng nay em đến đây thế nào thì đi lại đường đấy tìm xem sao. Trưa nay họp phải làm thế nào đây? Nếu chị Mary biết em làm mất tài liệu thì đừng nói đến chuyện được tuyển chính thức. Có khi em cũng đừng mong làm ở ngành này nữa chứ. Cởi giày ra đi. Nhanh lên. Chị Mary, vừa nãy em chạy vội quá. Chị xem gót giày của em cũng bung ra cả rồi. Tài liệu ở chỗ chị của em hết rồi. Em về thay đôi giày rồi sẽ lập tức quay lại. Phải rồi, tổng cộng có mấy chục trang phải đem đi photo. Hỏng giày thì mua đôi khác là được. Đi nhanh về nhanh đi. Sau này ở phòng làm việc phải có quần áo dự phòng. Hành lý dự phòng cũng phải có sẵn. Chuẩn bị để đi công tác bất cứ lúc nào. Vâng, em hiểu rồi ạ. Chị Tiểu Bạch, những việc này chị cứ giao cho tôi là được. Cảm ơn nhé. Từ trang 1 đến trang 4, 7, 9, 10, 11. Từ trang 13 đến trang 16. Trang 23 đến trang 28. Trang 40 đến 47. Những trang khác có bảng biểu. Tôi sợ không rõ số liệu nên chỉ cần in những trang này thôi nhé. Từ trang 1 đến trang 4. Trang 7, 6. Thôi, để tôi làm cho. Chị được đấy. Lần này chị nói chuyện cũng lưu loát đấy chứ. Em đi trước nhé. Đại ân đại nghĩa lần này nhờ cả vào chị đấy. Tạm biệt nhé. Bố à, bố mau xem giúp con có tài liệu của con để quên trên xe bố không? Hình như buổi sáng con để quên trên xe rồi. Làm gì thế? Lát nữa con gọi lại nhé. Không có gì, chỉ là giày của tôi bị hỏng nên định đi mua đôi mới thôi. Lên xe đi. Thôi, không cần đâu. Thật trùng hợp tôi cũng cần đến trung tâm thương mại, thuận đường thôi mà, lên đi. Có chuyện gì à? À không, không có gì. Xin chào quý khách, mời vào trong. Cảm ơn, xin chào quý khách.
Chào cô, chào cô. Phiền cô kiểm tra giúp tôi con trai tôi đã đặt phòng nào. Cho cháu biết tên ạ. Tôi thật là xin lỗi nhé. Con trai tôi tên là Quản Nhất Hạc. Anh Quản, đuôi số điện thoại là 8282 đúng không ạ? Đúng rồi. Xin lỗi cô, anh Quản đã đặt bàn thứ hai ở nhà hàng Trung Quốc vào lúc 12:30. Bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ. Cô xem. Không sao, cô giúp tôi mở phòng đó. Tôi vào ngồi chờ, được chứ? Được ạ, mời cô đi bên này. Cảm ơn. Alo, mẹ anh đã đến rồi sao? Bây giờ em không đi được. Quà ư? Anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị cả rồi. Cảm ơn anh Sơn. Tôi đi trước nhé. Này, đợi đã, đợi đã. Đợi đã. Không phải lại gì nữa. Tôi chỉ đi mua đôi giày thôi mà, không có chuyện gì khác đâu. Đổi đi. Nào, bám vào tôi. Giờ nên có một loạt nhạc trữ tình mới phù hợp với khung cảnh này. Có phải cô cảm động lắm không? Vừa rồi lúc giày hỏng thì không, bây giờ thì có. Tôi đi trước nhé. Bố, tài liệu của con đâu? Sau này con bớt vứt đồ bừa bãi đi. Đồ của con không cầm lấy, lại để quên trên xe bố làm gì? Con hiểu rồi mà. May mà bố đi chậm đấy. Không gió thổi mất thì con nói xem con biết tìm ở đâu. Bố đừng mắng con nữa. Hôm nay con xui xẻo lắm rồi. Chỉ vì tập tài liệu này thôi mà bố không biết đâu. Con đã phải bỏ đi một đôi giày bằng cả tháng lương đấy. Không đến nỗi đấy chứ. Thật đấy. Hôm nay con đi làm thật sao? Thật mà. Đi làm mà con... Chắc cũng đến cỡ 44 đấy nhỉ? Vương Nguyệt Nguyệt, có phải con phạm lỗi sai giống như chị con không đấy? Dép của ai đây? Được rồi, bố đừng hỏi nữa. Ban ngày ban mặt thế này con phạm lỗi gì được chứ, phải không bố? Vậy con cũng không được đi, bố. Bố đã đưa tài liệu đến cho con rồi. Bố mua thêm cho con đôi giày nữa là có thể đi được. Bố mua cho con ư? Con hết tiền rồi. Tiền của con chỉ đủ để ăn đến giữa tháng thôi. Bố xem con không có giày để đi, đáng thương biết mấy. Con đừng có, đã đến trước cửa hàng rồi. Giày của bố còn chưa mua, lại phải mua cho con sao? Thôi được rồi. Tiểu Bạch. Mẹ, lại đây con. Sao mẹ chưa vào? Không vội, chuyện này không vội được. Mẹ, chắc Tiểu Bạch sắp đến rồi. Cô ấy nói với con là 11 giờ có thể đi được. Không sao, không cần vội. Dù sao cũng không có việc gì. Không chừng đang tắc đường đấy. Đến rồi. Cô ạ, Tiểu Bạch, cháu xin phép giới thiệu, đây là mẹ cháu. Còn đây là mẹ Tiểu Bạch, cô Diệp ạ. Mẹ, đây là Tiểu Bạch mà con đã kể với mẹ. Chào hai mẹ con. Cháu chào cô. Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu có chút việc đột xuất. Không sao, không sao. Xinh quá. Cảm ơn cô. Nhất Hạc cũng rất phong độ. Chào chị Thông Gia. Chào chị. Cô bé rất giống chị.
Chị thông gia vừa nhìn đã biết là người có văn hóa, rất có khí chất. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như thế. Cô ơi, hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi ạ? Được, mau ngồi đi, ngồi xuống đi. Cô ngồi đi. Nhất Hạc, hai đứa có dự định gì chưa? Thưa cô, hai ngày nữa Tiểu Bạch sẽ nghỉ việc. Chúng cháu sẽ nhanh chóng chuẩn bị đám cưới. Còn về cuộc sống sau này của Tiểu Bạch và đứa bé thì cô đừng lo. Thời gian này mẹ cháu sẽ ở đây giúp chăm sóc Tiểu Bạch. Chị thông gia, chị yên tâm. Tôi nhất định sẽ coi Tiểu Bạch như con của mình. Tôi không hiểu tại sao phải nghỉ việc. Mẹ, con và Nhất Hạc đã bàn bạc rồi. Nếu cả hai chúng con đều ở lại Phong Thịnh thì cũng không phải không được. Nhưng dù sao công ty cũng có quy định đồng nghiệp với nhau không thể yêu đương rồi. Không yêu thì thôi. Chúng ta kết hôn luôn phải chứ? Công ty hai đứa đưa ra quy định kiểu gì vậy? Đó là phạm pháp đấy, đúng không? Luật hôn nhân đã viết rõ quyền tự do yêu đương và kết hôn. Họ đúng là không hiểu luật. Tôi thấy chúng ta phải tìm đến cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi. Nhất Hạc, công việc ở Phong Thịnh, người bình thường không thể vào được. Tiểu Bạch khó khăn lắm mới trụ được đến khi ký hợp đồng chính thức. Cháu bảo nó xin nghỉ, bụng mang dạ chửa đi tìm việc, tình hình không lạc quan thế đâu. Cô ơi, là thế này ạ. Cháu là quản lý cấp cao của công ty, thu nhập chắc chắn sẽ nhiều hơn Tiểu Bạch. Sau này, việc gánh vác cuộc sống chung của chúng cháu rất quan trọng. Ngoài ra, với vị trí của cháu, nếu xin nghỉ việc sẽ gây tổn thất lớn cho công ty. Cháu là quản lý cấp cao, năng lực của cháu chắc chắn là rất tốt rồi. Cháu tìm việc mới chắc chắn sẽ dễ hơn Tiểu Bạch. Chị thông gia, Nhất Hạc nhà chúng tôi cũng kiếm được tiền. Tiểu Bạch chỉ cần xin nghỉ việc ở nhà hưởng phúc, như vậy thật tốt biết bao, phải không? Tôi không đồng ý. Một người phụ nữ kết hôn sinh con lệ thuộc vào chồng, cuộc sống kiểu này không ổn định. Nếu phải xin nghỉ việc thì bảo Nhất Hạc nhà chị xin nghỉ đi. Tiểu Bạch không thể nghỉ việc được, Nhất Hạc cũng không thể nghỉ việc. Nghỉ việc rồi thì ai nuôi gia đình? Chị thông gia, chị nói xem, đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ổn định quái chứ. Phụ nữ độc lập kinh tế mới có cảm giác an toàn với bản thân và gia đình, cũng có lợi cho hôn nhân. Nói đi cũng phải nói lại, tôi bỏ bao nhiêu tiền cho Tiểu Bạch đi học, học lên đến thạc sĩ. Tôi không định bảo nó ở nhà làm nội trợ nuôi con. Kết hôn lấy chồng, nuôi dạy con là điều mà bao nhiêu cô gái mong còn chẳng được. Tôi thật không hiểu nổi sao chị lại bảo con gái vác bụng bầu đi làm, như thế có ổn không? Nếu gia đình chị lấy việc hy sinh tương lai của Tiểu Bạch làm cái giá phải trả, thì tôi kiên quyết phản đối. Nhất Hạc, cô tin là cháu sẽ có cách giải quyết vấn đề. Tôi thấy chị mới chính là vấn đề đấy. Mẹ. Mẹ, món này ngon. Mẹ, mẹ có quà muốn tặng cô Diệp mà. Con lấy giúp mẹ nhé. Mẹ. Chị thông gia, món quà này tặng chị. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Phải rồi. Tôi cũng mang cho chị một món quà. Rượu Tây Phượng. Bà già sống một thân một mình như tôi thì uống rượu gì chứ? Mẹ à, còn Tiểu Bạch nữa. À, cháu xem, trí nhớ của cô thật là... Đây. Đây là phong bao tặng cho con dâu tương lai. Cảm ơn cô ạ. Cháu thích gì cứ mua nhé. Đúng rồi, còn nữa. Đây là quần len trước đây cô đan cho Nhất Hạc. Bây giờ trời lạnh rồi, cô sửa thành đai bảo vệ lưng cho cháu. Cháu biết không, lúc mang thai phần lưng là mệt nhất. Càng tới lúc sinh nở lưng lại càng mỏi.
tặng cháu này. Cháu cảm ơn cô, đừng khách sáo. Cô ơi, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tấm lòng của cháu. Cảm ơn cháu nhé, thật là hiểu chuyện, khách sáo quá. Thuốc bổ thận. Bố bảo là chị sẽ hiểu ý. Bổ gan giải rượu. Cô ơi, cháu xin lỗi. Chắc cháu đi vội quá nên lấy nhầm rồi. Hay là cháu để hôm khác cháu. Không cần, không cần đâu. Cái này cùng với chai rượu của mẹ cháu vừa hay là một cặp. Cô không dùng đến cái này. Thôi thì cho nhất hạt đi. Cái này cho con. Ta mau ăn thôi. Lát nữa còn phải đi làm. Nào, ăn thôi, ăn thôi. Em ăn đi. Mọi người cùng thưởng thức đi ạ. Mẹ. Thực ra hôm nay mẹ không muốn để con tiễn mẹ đâu. Nhưng không nói chuyện với con thì mẹ nhịn đến phát bực. Mẹ thật sự không biết mẹ Tiểu Bạch nghĩ thế nào. Hôm nay đã nói trước rồi, bàn chuyện kết hôn của hai đứa. Bái nói qua nói lại thế nào, thành ra ép con nghỉ việc. Hay thật đấy. Mẹ đừng lo, chuyện này con sẽ xử lý. Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Bạch thôi. Thế mẹ đối xử với Tiểu Bạch không tốt à? Phong bì lớn đấy. Mẹ còn chẳng cần chớp mắt đã đưa cho nó rồi. Mẹ thấy mẹ con bé giỏi sinh sự. Văn hóa nhiều thì tật xấu cũng nhiều. Sao mẹ nó lại khó chịu thế chứ? Muốn xính lễ thì cứ nói thẳng với mẹ là được. Đâu phải mẹ không hiểu lễ nghi, có cần phải vòng vo thế không? Không sai. Mẹ nó đúng là có ý đó. Chỉ là không nói thẳng ra thôi. Con trai, con phải biết giữ vững giới hạn của mình, biết chưa? Không được để cho Tiểu Bạch cưỡi lên đầu con, nếu không thì hay lắm đấy. Con hiểu rồi. Yêu đương thôi mà cũng thương tích đầy mình. Thuốc bổ gan. Mẹ nói con nghe, hôm nay mẹ cố ý đến muộn đấy. Tiểu Bạch, con người ta sống với nhau không nhất thiết phải có mưu mô gì, nhưng đúng là cần có sách lược. Con không tỏ thái độ để người ta biết được giới hạn của con, sự kiên trì của con thì người ta sẽ không biết. Mẹ, con biết mẹ không muốn con chịu thiệt, nhưng con nghỉ việc là kết quả sau khi đã bàn bạc với Nhất Hạc cũng là kết quả tốt nhất. Mẹ nói con nghe, con được mẹ dạy dỗ quá tốt rồi. Chuyện gì con cũng nghĩ cho người khác, lại còn hay kiểm điểm bản thân. Con làm thế, người khác không nhận lòng tốt của con đâu. Mà một ngày nào đó, khi con bị dồn đến chân tường, con muốn phản bác lại, người ta sẽ nghĩ sao con lại là người như thế. Người ta sẽ kinh ngạc đấy. Không phức tạp như mẹ nói đâu. Con đưa phong bao kia cho mẹ xem nào. Một nghìn lẻ một. Một nghìn chọn một mà. Thế sao không phải một vạn chọn một? Đây đâu phải là quà cưới, chỉ là quà gặp mặt thôi mà. Mẹ không quan tâm đây là quà gặp mặt hay là gì. Bao nhiêu thì cũng đều có ý nghĩa. Mẹ biết. Nhưng mẹ cứ cảm thấy, nếu con có thu nhập ổn định thì có cần bận tâm tới một nghìn tệ này không? Con xem giọng điệu của mẹ Quản Nhất Hạc khi đưa con cái phong bao này. Tặng con một phong bao thật dày. Nó nói lên điều gì? Nói lên quan điểm về giá trị của bà ấy hoàn toàn khác với quan điểm của con. Sau này sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề nữa. Mẹ, con thấy chuyện không phức tạp như mẹ nghĩ đâu. Nhất Hạc cũng nói rồi, mẹ anh ấy là người tiết kiệm và rất thật thà. Mẹ xem, cái đai lưng này khiến con nhớ đến chiếc áo len mà ngày bé mẹ đã đan cho con. Con có đeo không? Con không đeo. Căng phòng thế này đi làm không mặc quần áo được. Vậy thì vứt nó đi. Làm thế không hay đâu. Nếu mẹ Nhất Hạc hỏi đến thì sao? Đó cũng là tấm lòng của người ta mà. Nhưng con không cần đến. Giống như mẹ đan cho con chiếc áo len, nhưng con không mặc ấy.
Để Vũ về cảm xúc của bà ấy mà con phải miễn cưỡng giả vờ như thích lắm, bà ấy sẽ nghĩ con và bà ấy giống nhau. Tiểu Bạch, con lớn rồi, con phải hiểu một người như thế nào mới có thể mang lại hạnh phúc cho con, khiến con vui. Mẹ nói cho con biết, con nhất định không được nghỉ việc, con cần phải giữ giới hạn, cần phải kiên quyết. Một người không biết giữ giới hạn, trước mắt nhìn có vẻ hòa đồng, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ có vấn đề. Mẹ đừng giảng giải cho con nữa. Dù là áo len hay đai lưng thì cũng là ý tốt của mẹ anh ấy. Giới hạn của con là con phải về làm việc rồi, nếu không sẽ muộn giờ. Được rồi, con mau đi làm đi. Nhưng mẹ nói cho con biết, nhất định không được nghỉ việc, nghe rõ chưa? Con vì Quản Nhất Hạc hy sinh tiền đồ của con, thì sẽ có lúc con hạch sách cậu ta. Sau này khi cuộc đời con không thuận lợi, con sẽ trách Quản Nhất Hạc vì sao lúc đầu lại bắt con nghỉ việc. Chuyện này không hề tốt cho cuộc sống chung của hai đứa sau này, con có hiểu không? Con hiểu rồi. Hợp đồng thỏa thuận công việc. Alo, sếp Quản, phòng hội nghị anh yêu cầu đã đặt xong rồi ạ. Vậy sao? Cô giúp tôi thông báo cho Cao Sơn và Diệp Tiểu Bạch đến họp. Vâng, phải rồi. Cao Sơn ra ngoài rồi, đúng không? Vâng. Vậy thế này, cô giúp tôi báo cho Diệp Tiểu Bạch đến họp trước. Vâng, anh Quản. Sếp Quản, anh tìm tôi ạ? Ngồi đi. Buổi giới thiệu sản phẩm lần này ở Phúc Châu của sự nghiệp cây trái, có vài công việc cần cô chuẩn bị. Cô ghi lại đi. Vâng. Mẹ em rốt cuộc là có ý gì? Vẫn không chịu chấp nhận sao? Mẹ em từ nhỏ chỉ có mình mẹ nuôi em. Mẹ luôn rót vào đầu em những tư tưởng phụ nữ phải độc lập, phải tự nắm giữ lấy cuộc đời của mình. Bây giờ tự nhiên báo cho mẹ một bất ngờ lớn như vậy, đúng là nằm ngoài dự đoán của mẹ, nên chắc tạm thời chưa chấp nhận ngay được. Nếu phụ nữ đều nắm giữ cuộc đời của mình thì còn cần đàn ông làm gì? Mẹ em chính là điều bất khả kháng, không thể báo trước, không thể tránh khỏi và không thể khắc phục mà trong hợp đồng thường hay có. Sếp Quản, vào đi. Sếp Tổng thôi mời anh qua gặp. Được, lát nữa tôi sẽ qua. Chuyện đơn giản như vậy không cần tôi dạy cô giải quyết thế nào chứ? Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ giải quyết. Lát nữa gặp dưới sảnh nhé, anh đi đây. Xuống dưới ăn đi. Chuyện của chúng mình, mẹ em nói thế nào rồi? Thuyết phục thế nào cũng không có tác dụng. Mẹ chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu tâm can em rồi. Sếp Quản, anh đang ăn cơm mà. Đúng vậy. Anh ăn một mình à? Đúng rồi, còn cô? Tôi mua ly cà phê ấy mà. Vậy anh ăn đi, tôi đi trước đây. Chào anh nhé, chút nữa gặp lại, tạm biệt. Chúng ta nghĩ thêm đi, rồi sẽ có cách thuyết phục được mẹ em. Từ khi bố tặng em đôi giày này, em thật sự là đổi đời luôn.
Mấy hôm nay chị Marin nhìn em mấy lần liền, Manson tức đến xanh cả mặt. Chị nói xem cậu ta chỉ định bợ thì làm được gì chứ? Việc vẫn là do em làm thôi. Làm nhiều thì sai nhiều. Tuy là em sai nhiều nhưng Mary vẫn thấy em cố gắng phấn đấu, tích cực làm việc. Chị nói xem, liệu em có khả năng được tuyển vào chính thức sớm không? Có. Hai người cứ che đậy giấu giếm mãi như vậy liệu có ổn không hả? Đưa chị nào, đang bàn chuyện quan trọng. Alo. Anh chàng mặc sơ mi trắng ngồi đối diện gọi cà phê và bánh kem kia. Đừng giả vờ làm thanh niên văn hóa cô đơn độc thân nữa. Hay qua đây ăn cùng chúng em đi. Em nói này, tuổi của anh và chị em cộng lại cũng gần đến 60 rồi đấy. Sao cứ như trẻ con 3 tuổi, suốt ngày làm bạn với bí mật thế? Đừng đùa nữa. Thời gian nghỉ trưa ngắn lắm, cần phải bàn chuyện quan trọng. Anh rể tương lai của em cũng rất cảm ơn em. Cảm ơn ai vậy? Tiêu rồi. Thiên tài xuất chúng như anh mà cũng cần người khác giúp đỡ à? Về lúc nào thế? Tôi về từ sáng rồi. Lúc sáng còn gặp anh ở văn phòng đấy. Chỉ nhớ kiểu gì vậy? Sao thế? Coi tôi là bạn gái mà anh tán tỉnh à? Gặp lần đầu là người yêu, gặp lần sau đã là người xa lạ rồi. Cái gì chứ? Alo, đúng rồi. Vậy cứ làm như cô nói nhé. Được. Tạm biệt. Gọi cho ai đấy? Lén la lén lút còn căng thẳng nữa. Công việc ấy mà. Em không chịu nổi nữa rồi. Hai người thế này là sao? Tây Sương Ký thời hiện đại à? Tây Sương Ký gì chứ? Người trong cuộc sống không có tình yêu như em thì chỉ có thể đọc chuyện tình yêu của người khác qua sách truyện thôi. Tôi ra đây. Cô cũng được đấy chứ? Thay đổi lớn quá. Thế nào cũng được chứ? Được đấy. Tôi thuê người thiết kế đấy. Anh không hiểu đâu. Anh quản của anh chắc chắn sẽ hiểu. Cái này ăn được không? Để yên đi. Là đồ trang trí. Anh quê mùa thật đấy. Đồ thật ở trong này. Có thứ gì vậy? Hoa quả, nước uống đều có hết. Cứ tự nhiên đi. Táo này đỏ thế. Cô Triệu, làm phiền cô một chút. Chúng tôi là nhân viên phục vụ. Cô cần 3 người dọn dẹp phải không? Vâng. Hết bao nhiêu tiền đi? Chúng tôi mỗi người 1 tiếng 50 tệ. Cả 3 người là 150 tệ. Được rồi, không thành vấn đề. Thanh toán online được không? Được. Đợi đã, 150 tệ sao? Đồ bên này đã dọn dẹp xong rồi. Cậu vất vả quá. Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé. Cảm ơn nhé. Tôi gây thêm phiền phức cho hai bạn rồi. Không sao, khách hàng của sếp Lưu cũng là khách hàng của chúng tôi. Được đấy. Cô có món gì ăn uống thì lấy ra mời họ đi. À phải rồi, tôi quên mất, xin lỗi nhé. Tủ lạnh có nước, mọi người cứ tự nhiên nhé. Ăn táo đi, táo ngon lắm, hai bạn ăn đi. Táo đỏ quá, cảm ơn chị. Đừng gọi tôi là chị, sau này cứ gọi tôi là Kim Tử là được rồi. Vâng chị. Đừng gọi chị mà. Vậy chúng tôi đi trước nhé, cảm ơn. Hai người đi cẩn thận nhé, tạm biệt, chú ý an toàn nhé. Tạm biệt. Chào hai bạn. Cảm ơn nhé. Tốt thật. Được đấy, thật không ngờ anh cũng được việc thế. Đương nhiên rồi, tôi mỗi ngày ít nhất cũng phải giải quyết công việc làm ăn trị giá hàng triệu, chục triệu ấy chứ. Cô cũng không cần quá cảm kích. Nếu cô ở Thâm Quyến có bạn bè mua bán nhà, thuê nhà, cứ đến tìm tôi là được. Thôi đủ rồi đấy. Tôi bảo anh tìm giúp nhà ở gần Phong Thịnh thì anh nói là không tìm được, không có nhà. Ở đó thì đúng là không có nhà cho thuê. Vậy gần nhà của anh họ anh thì sao? Nếu có phòng tôi sẽ thuê thêm một căn. Nhà xung quanh chỗ anh ấy thì đắt lắm. Đắt là bao nhiêu chứ? Thật sự muốn đi tìm anh ấy quá. Hay là anh cho tôi địa chỉ nhà anh họ anh đi. Tôi chỉ âm thầm lặng lẽ ngắm một chút thôi. Có khách hàng tìm tôi rồi. Tạm biệt nhé. Alo, xin chào. Chào anh. Alo. Anh à? Khách thuê nhà mà anh giới thiệu thích anh đấy. Ngày nào cũng xin địa chỉ nhà anh. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Đừng nói gì với cô ấy. Đừng hỏi vì sao. Từ từ rồi anh sẽ giải thích. Thế nhé.
Không nói gì với cô ấy. Đừng hỏi vì sao. Từ từ rồi anh sẽ giải thích. Quản Nhất Hạc, anh khiến bụng ai to rồi thế? Gì cơ? Nhà em họ tôi có chuyện. Không đúng, anh chắc chắn đang có chuyện. Anh Sơn, tình cờ thật đấy. Hôm nay lạ thật đấy. Quản Nhất Hạc ngồi ngay đây mà cô không thấy, lại nhận ra tôi từ phía sau cơ đấy. Sếp Quản, hôm nay mặt trời chói quá, anh lại tỏa sáng như vậy, nên nhất thời tôi chưa nhận ra. Anh đừng trách tôi nhé. Không sao. Tôi ngồi đây được không? Ngồi đi. Hai người ăn tiếp nhé, tôi về trước đây. Không đúng, chắc chắn là có chuyện. Anh Sơn, cái này tặng anh. Cảm ơn anh về chuyện lần trước. Giày đẹp đấy. Vậy sao? Làm gì thế? Anh thấy ban nãy em chưa ăn gì nhiều. Mang thai không được nhịn đói. Anh vừa đến nhà hàng mà em thích nhất mua cho em đấy. Mau ăn đi. Mấy hôm nay em đã nói hết nước hết cái rồi. Mẹ em vẫn không nghe lọt tai, kiên quyết giữ lập trường, nhất định đòi anh nghỉ việc. Em không biết phải làm sao nữa. Nhìn em lo lắng kìa. Thế này đi, anh phân tích cho em nhé. Bình thường mẹ quản lý tài chính gia đình thế nào? Mẹ có mua cổ phiếu không? Tiền lương của mẹ chia ra mấy phần? Nhất Hạc, anh tốn công sức vào chuyện này cũng không có tác dụng đâu. Anh có phân tích số liệu với mẹ, mẹ cũng không nghe đâu. Mẹ là kiểu người một khi đã chắc chắn điều gì đó rồi thì người khác càng khuyên bảo mẹ càng không nghe. Đừng... Liên quan đến chuyện ai nghỉ việc, thực ra mẹ em nói cũng có lý đấy chứ. Này này, giờ chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến đấy. Em đừng có chưa ra trận đã đào tẩu đấy. Em không có ý đó. Anh thấy em đã bị mẹ thuyết phục rồi. Anh nói này, chúng ta phân tích một cách tỉ mỉ và nghiêm túc nhé. Nghe rõ này, thứ nhất, lương của anh cao hơn của em rất nhiều. Sắp tới chúng ta sẽ kết hôn sinh con. Mỗi việc đều cần tiêu rất nhiều tiền. Nếu anh nghỉ việc thì không thực tế chút nào. Thứ hai, anh là quản lý cấp cao của Phong Thịnh. Trong tay anh còn mấy dự án rất quan trọng. Nếu giờ anh không làm nữa thì thật không có trách nhiệm với công ty và cả các khách hàng khác. Hơn nữa, em mới vào nghề chưa lâu và cũng vừa được tuyển chính thức. Giờ còn mang thai nữa. Em nói xem sau này em đối phó thế nào với công việc áp lực cao ở Phong Thịnh. Em hiểu điều đó. Nhưng... Nhưng mà... Làm gì? Anh làm gì thế? Không phải, ngồi im đi. Quản. Anh làm gì thế? Không nói gì đã hôn người ta. Quay phim thần tượng à? Marvin đấy. Marvin bảo anh không nói gì đã hôn em à? Không phải là Marvin vừa đi ngang qua xe anh, suýt chút nữa thì cậu ấy nhìn thấy em. Cũng may anh đã phản ứng nhanh, không thì chúng ta bị lộ rồi. Chuyện này Marvin vừa mới ở trong phòng uống trà nói chuyện với em mà. Còn nữa, con người cậu ta rất hay đưa chuyện. Em tuyệt đối đừng nói gì với cậu ta, cẩn thận một chút. Em về văn phòng trước đây. Này đợi đã, còn chưa nói chuyện xong mà. Mẹ em đang muốn kéo dài, nhưng bụng em không kéo dài được đâu. Hay là thế này đi, chúng ta lấy sổ hộ khẩu ra. Tiền trảm hậu tấu. Cứ quyết định như thế nhé. Sao làm thế được? Em thấy anh vẫn nên thương lượng với mẹ anh. Hai ngày tới dù mẹ em nói gì thì anh cứ bảo là anh đồng ý nghỉ việc. Dỗ mẹ em về Tây An trước đã. Sau đó em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Nếu đã nói đó là quyết định mà chúng ta cùng đưa ra, thì sao chúng ta lại phải làm đến mức phiền phức như vậy? Anh cứ coi như vì em bé đi.
Nghe em đi. Em đi trước đây. Tiểu Bạch, tôi có một tin tức siêu cấp vô địch cực kỳ bất ngờ đây. Tôi không có cảm hứng, cho cô xem một quả bom siêu to nhé. Đừng nói là không có cảm hứng nhé. Sao thế? Vào trong đi. Làm gì thế? Tôi đang vội, sao vậy? Quản nhất hạc anh được lắm đấy. Anh nói gì thế? Nhìn đi, ảnh đẹp được truyền đi cả công ty rồi. Tôi đã bảo anh đừng nhiều chuyện rồi, lo làm việc cho tốt đi biết chưa? Nhiều chuyện. Ký vào đây được chưa? Anh xem đi. Đưa cho tôi chiếc bút đi. Đã nhìn thấy chưa? Chào sếp quản. Người trong ảnh là sếp quản, chính là người ngồi trong xe đúng không? Chào sếp quản. Em đi trước đây. Mấy ngày nay chúng ta cố gắng giữ khoảng cách, nếu không thì không biết chuyện sẽ bị lan truyền đến mức nào. Cứ để anh giải quyết. Mẹ, mẹ có muốn con sớm kết hôn với Tiểu Bạch không? Để mẹ được yên tâm đón cháu trai lớn của mẹ. Con đương nhiên là có cách rồi, nhưng cách này cần có sự phối hợp của mẹ. Cô à, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Lần trước cô nói không sai. Để Tiểu Bạch phải nghỉ việc là chúng cháu đã suy nghĩ không chu đáo. Vậy hai đứa định làm thế nào? Cháu sẽ xin thôi việc. Nhất Hạc. Mẹ, không phải con nói với mẹ rồi sao? Nhất Hạc, cháu đừng hành động nóng vội thế. Tiểu Bạch kết hôn với cháu vốn đã vi phạm quy định của công ty. Giờ cháu xin thôi việc, như vậy liệu có ảnh hưởng đến công việc sau này của cháu và Tiểu Bạch không? Chuyện này cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô cứ yên tâm ạ. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bọn cháu đâu ạ. Trước khi xin nghỉ việc, cháu không định nói cho công ty biết về chuyện của cháu và Tiểu Bạch. Đợi cháu nghỉ việc xong rồi mới đăng ký kết hôn với Tiểu Bạch. Lỡ như sau này người của công ty biết được thì chúng cháu sẽ không che giấu, nhưng cũng sẽ không chủ động nhắc đến, không ai phát hiện ra lỗi sai đâu ạ. Con cũng nghĩ thế sao, Tiểu Bạch? Vậy con định giải thích với công ty thế nào về chuyện con vừa kết hôn đã sinh con? Chuyện này còn giải thích gì nữa? Công ty của con là công ty kiểu gì thế? Không được tự do yêu đương, kết hôn còn phải vụng trộm, có con rồi còn phải giải thích với người khác nữa. Mẹ, chuyện này còn liên quan tới một số nguyên nhân nữa, cũng không hẳn là giải thích. Nhưng nói thật thì cũng cần nhìn sự việc một cách tổng thể mới thấy điều hợp lý được, phải không mẹ? Không sao đâu mẹ. Cô à, chỉ cần cô đồng ý chuyện cháu và Tiểu Bạch thì thế nào cũng được ạ. Đợi cháu và Tiểu Bạch đăng ký kết hôn xong, cháu sẽ thêm tên Tiểu Bạch lên sổ đỏ căn nhà này. Những thứ cần thiết cho hôn lễ và các việc khác, cô cứ chỉ dạy, cháu sẽ chuẩn bị. Nếu như hai nơi có phong tục gì khác biệt thì cứ làm theo phong tục bên phía nhà gái ạ. Nhất Hạc, nhà chúng ta cũng có phong tục mà. Mẹ, được rồi mà, mẹ cứ yên tâm. Chúng tôi không có yêu cầu gì khác, bên nhà trai mau chuẩn bị hôn lễ đi. Cô chỉ có một đứa con gái cưng là Tiểu Bạch. Mẹ cháu cũng chỉ có một con trai là cháu. Hai đứa kết hôn nhất định phải tổ chức hôn lễ. Không vấn đề gì ạ. Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Cô, cháu chuẩn bị vé máy bay cho cô. Cô trở về Tây An trước để chuẩn bị công việc ở đó. Cần mời người thân và bạn bè. Chúng cháu ở Thâm Quyến. Đừng vội.
Cô đã chuẩn bị một bản thỏa thuận, cháu xem đi. Thỏa thuận. Thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận này không hề liên quan tới vấn đề tài sản. Tôi gả con gái, chứ không phải bán con gái. Còn về chuyện cháu nói muốn thêm tên Tiểu Bạch vào sổ đỏ nhà, đây là chuyện của hai đứa. Bản thỏa thuận này chủ yếu đảm bảo nhân quyền cơ bản của con gái cô. Cô à, các điều khoản trên bản thỏa thuận này của cô, ví dụ điều này, Quản Nhất Hạt sau khi kết hôn không được lấy danh nghĩa của con cái, gia đình, thậm chí là tình yêu ép buộc Diệp Tiểu Bạch trở thành người nội trợ toàn thời gian. Nói thật, pháp luật cũng không thể có danh giới quy định. Đúng, cô biết. Nhưng nếu như trên giấy trắng mực đen có ký tên của cháu, nếu sau này xảy ra vấn đề gì, cô nghĩ trước khi quyết định cháu cũng sẽ suy nghĩ thận trọng hơn. Mẹ, sao mẹ lại viết cái này? Tiểu Bạch, con là con gái mẹ nuôi. Mẹ biết trong đầu con đang nghĩ gì. Có phải con muốn đẩy mẹ đi, sau đó hai đứa có thể làm theo ý mình? Mẹ, mẹ à, thực ra đây chỉ là thỏa thuận trước hôn nhân thôi mà, cũng không có gì to tát. Hơn nữa mẹ xem, cô ấy cũng hy vọng con và Tiểu Bạch có thể sống tốt với nhau. Đây là hy vọng sống tốt với nhau ư? Mẹ Tiểu Bạch, tôi nói thật với chị, con bé Tiểu Bạch này tôi thật sự rất thích nó. Nhưng chị bảo Nhất Hạc vì cưới Tiểu Bạch mà phải ký cái này thì tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận được. Mẹ, tôi chỉ có một đứa con trai là Nhất Hạc. Chúng tôi mẹ quá con côi sung sướng lắm sao? Cái khổ của chúng tôi có ai biết chứ? Mẹ, mẹ à, tôi cũng chỉ có một đứa con gái này thôi, tính ra thì cũng là mẹ quá con côi. Tiểu Bạch gả tới nhà người khác có hạnh phúc hay không, tôi cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này. Những chuyện khác tôi cũng không quản lý được. Hai người chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì cần Tiểu Bạch đồng ý. Tôi sẽ không nói gì nữa cả, tôi đi đây. Cô à, mẹ. Cô, mẹ. Mẹ, mẹ đi chậm thôi, con không theo kịp được. Đợi đã, Tiểu Bạch, từ từ thôi. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, mẹ cũng không phải cố ý làm khó Quản Nhất Hạc. Chuyện này cũng là rút kinh nghiệm từ quá khứ đã xảy ra rồi. Năm đó bố con chẳng phải cũng nói rất hay sao? Đến cuối cùng, thôi không nhắc chuyện năm đó nữa. Mẹ thấy hai đứa sống với nhau chắc chắn sẽ có những ngày xảy ra cãi vã. Hơn nữa, hai con tiến triển cũng nhanh quá, đến thời gian để tìm hiểu thêm còn không có. Mẹ rất lo lắng cho hai con nên mới nói nhiều như thế. Sao lại cọ sát đến mức phồng rộp lên rồi? Không sao, không sao đâu ạ. Có đau không? Vậy con đi chậm thôi. Muộn thế này rồi cơ à? Gửi thư rồi về thôi. Hòm thư quy quy, thư của bạn đã được gửi đi. Không đến nỗi ngày nào cũng thế này chứ. Rõ ràng là làm xong rồi mà vẫn phải ở lại công ty đến rạng sáng rồi mới gửi email cho Mary. Sao thế? Muốn chị ấy khen anh rất cố gắng à? Câu này của cô mới lạ này. Tôi làm thêm tới tận giờ này, còn cô không có chuyện gì mà nhất định cứ phải thức đêm cùng tôi ở công ty, đợi đến đêm khuya rạng sáng mới quẹt thẻ. Cô thấy có thú vị không? Xin lỗi nhé. Tôi đang dùng kém mạng của công ty. Tôi nói với chị Mary rồi. Tôi có thể hoàn thành công việc trong 8 tiếng. Tôi không ngốc tới mức nửa đêm mới làm xong. Phải rồi, anh có biết không? Từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng, chị Mary phải ngủ cùng con nhỏ, không xem được email của anh đâu. Anh nói xem, liệu chị ấy có thấy anh rất phiền phức không? Như kiểu anh cũng không có chuyện gì quan trọng ấy. Đi về thôi. Giật cả mình. Sao vẫn chưa về?
Chẳng phải anh cũng chưa về sao? Tôi là do công việc ép buộc. Mọi người trong nhóm của cô về hết rồi, còn một nhân viên thử việc ở lại thì làm được gì? Đấu tranh nơi công sở, anh hiểu mà. Có người đón cô không? Vậy tôi đưa cô về nhé. Được. Chú ơi, hay là chú thử gọi điện đi. Không cần, không cần đâu. Tôi đợi là được rồi. Mà công việc ngành đầu tư các cậu mệt mỏi thế cơ à? Từ sáng tới tối cứ phải thức khuya dậy sớm. Bảo vệ như cậu cũng còn khá đấy. Làm 12 tiếng thì nghỉ 24 tiếng. Chúng cháu không mệt. Vậy được rồi, chú cứ đợi nhé. Cậu cứ đi làm việc đi. Vâng. Nguyệt Nguyệt. Anh Sơn, anh và chị Mary có lẽ vào công ty cùng một đợt nhỉ? Có thể đứng ở góc độ của một người đi trước chỉ bảo cho tôi một chút không? Chiếc xe Jeep phía sau cứ đi theo suốt từ nãy. Không phải là người theo đuổi cô đấy chứ? Bố, bố. Bố, sao bố lại đến đây? Đón con lúc tan làm. Cậu này là ai thế? Chào chú, cháu là đồng nghiệp của Nguyệt Nguyệt ạ. Đồng nghiệp? Anh ấy là quản lý cấp cao của công ty con, sếp Cao Sơn. Chỉ là thuận đường nên đưa con về thôi. Không phải, công ty con gì mà lạ lùng vậy? Cũng theo phong tục truyền thống đấy nhỉ? Quản lý cấp cao của công ty, các cậu còn đích thân đưa đón nhân viên nữ cấp dưới độc thân về nhà đúng không? Không phải đâu ạ, có vẻ như cháu có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc rồi. Nguyệt Nguyệt, chào cô nhé. Chú à, chú cũng thời thượng thật đấy. Thời thượng gì chứ? Xe của chú là Jeep quý hiếm đúng không? Xe này là từ năm 2000, là loại xe Jeep dân dụng do hãng ô tô Bắc Kinh chế tạo. Đừng tưởng nó chỉ là xe dân dụng, nó có nền tảng rất mạnh đấy. Sao cậu lại biết? Người trong ngành à? Khung xe này là cùng một loại với khung xe quân dụng Bắc Kinh 212. Khoảng giữa thế kỷ trước, Bắc Kinh 212 là loại xe chuyên phục vụ cho các đơn vị cấp cao. Sở hữu một chiếc xe như thế này cũng là một cách thể hiện danh tính. Nói đến 212 là đời bố của chiếc xe này, thì dòng xe Ga 69 do Liên Xô sản xuất chính là đời ông của nó. Trên đường có quá ít dòng xe này, chiếc xe được như của chú lại càng hiếm. Cậu nhóc, sao nào? Cũng hiểu biết quá nhỉ? Cháu không dám nhận đâu ạ. Chú à, giữa đêm khuya thế này chúng ta đứng đây nói chuyện cũng không thích hợp. Hay là chú cháu mình tìm một nơi nói chuyện về lịch sử phát triển xe địa hình của Trung Quốc đi. Tôi... Anh Sơn, hay là thôi đi, giờ cũng không còn sớm nữa. Bố ơi, chúng ta còn phải về nhà sớm mà, không phải nhà đang có việc sao? Vậy chúc chú ngủ ngon ạ. Chào cô nhé. Sếp Cao, chào anh. Cậu đi thong thả nhé. Bố nói gì vậy? Con làm gì thế? Con đã nói là quản lý cấp cao rồi. Con có hiểu về người ta không? Được rồi. Một đám chẳng chịu sống cho tử tế, cũng không biết học theo ai mà to gan thật. Xe của ai cũng dám lên. Bố cũng không nói hôm nay bố đến đón con. Con nói cho bố biết, Diệp Tiểu Bạch chính là điển hình của việc thời thanh xuân bị quản lý quá chặt. Không cho yêu sớm, không được chơi với người khác giới mới như vậy. Con thì khác. Con nghĩ rồi. Lần này, cho dù con không giải quyết được vấn đề công việc, thì con cũng giải quyết được vấn đề cá nhân. Tốt nhất là giải quyết công việc trước, rồi mới giải quyết đến chuyện cá nhân. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, thì con không tham vọng. Con chỉ muốn lấy được một người chồng tốt thôi. Không ổn, bố phát hiện tư tưởng của con gần đây sao lại không lành mạnh như vậy chứ? Rất lành mạnh mà. Con học xong thì lập nghiệp. Suy nghĩ một chút đến chuyện lấy chồng, rất bình thường mà. Con không đơn giản như Diệp Tiểu Bạch đâu. Có người gào khóc muốn nuôi chị ấy cũng đồng ý, con phải tự mình độc lập. Đây không phải là ngốc mà, phải không? Con làm cái trò gì thế? Nói năng thật lung tung.
Con nói như thế cũng không phải là không có lý. Nhưng thanh niên trẻ bọn con, bố à, xã hội hiện đại, quan hệ xã giao hẹp như vậy, vấn đề hôn nhân trường học không giải quyết được thì phải dựa vào nơi làm việc. Nếu nơi làm việc không giải quyết được thì con phải đi xem mặt. Nếu không thì con phải lên TV, lên các trang mạng hẹn hò. Con không muốn thế đâu. Con ấy à, đã đặt ra tiêu chuẩn cho chồng tương lai của con rồi. Người hôm nay đưa con về là người phù hợp nhất với vị trí thứ hai trong tiêu chuẩn của con lúc này. Người đứng vị trí số 1 là anh rể con. Lợi hại không? Mẹ ra ngoài mua đồ ăn. Con ăn sáng xong thì đi làm sớm đi. Mẹ đã chuẩn bị giày cho con rồi. Đừng đi giày cao gót nữa. Sao bà lại hẹn gặp ở đây? Đến chỗ đỗ xe cũng không tìm được. Có chuyện gì thế? Tôi có một chuyện muốn nhờ ông. Bà làm gì mà bí ẩn thế? Làm như liên hệ với Đặc Vụ ấy. Tôi ngồi xa bà một chút. Sao nào? Chuyện này tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi. Tôi nghĩ nhờ ông là phù hợp nhất. Chuyện gì vậy? Vì Tiểu Bạch, tôi đã viết một bản thỏa thuận trước hôn nhân, muốn bảo quản Nhất Hạc ký tên. Bản thỏa thuận này thực ra hoàn toàn không liên quan đến chuyện tài sản, chỉ là yêu cầu quản Nhất Hạc sau khi kết hôn không được dùng bất cứ lý do nào để yêu cầu Tiểu Bạch là một người nội trợ toàn thời gian. Thực ra tôi cũng thấy không có vấn đề gì. Sau đó thì Nhất Hạc cũng thấu hiểu một chút. Nhưng mẹ cậu ấy vô cùng tức giận, còn nói tôi không phải đang gả con gái mà là đang bán con gái. Câu nói này tôi nghe xong hết sức khó chịu. Vậy bà muốn tôi làm gì? Chuyện này chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Có chuyện gì thì mọi người cùng bàn bạc thẳng thắn, cứ nói rõ ra là được mà. Thì tôi cũng đang nghĩ đây. Tôi nghĩ mọi người đều biết là hai chúng ta đã ly hôn nhiều năm, cũng không liên lạc. Chuyện này nếu tôi nhờ ông thì họ cũng không nghĩ là do tôi bảo ông làm. Thế nên tôi mới muốn ông đi nói chuyện với quản Nhất Hạc, cứ đổ hết mọi sai lầm trong chuyện này cho tôi. Như vậy mọi người đều có lối thoát. Ông thấy sao? Thực ra chuyện này rất đơn giản. Uống với cậu ấy ly rượu, nói chuyện một chút là xong. Chỉ có điều không ngờ là bây giờ bà có thể nói được những lời này. Hồi còn trẻ, bà là một người rất cứng rắn, phải không? Ở đây không có người ngồi đúng không? Vậy cảm ơn ông nhé, tôi đi đây. Giờ thì không có rồi. Cháu xem thời tiết này, thật dễ chịu, đúng không? Ra ngoài uống chút rượu, ăn vài món, thật là tuyệt vời. Chú bảo này, sau này nếu cháu rảnh thì chịu khó ra ngoài gặp gỡ, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau. Chú à, cứ để chú tự rót. Không sao, chú tự rót. Chú nói với cháu này, dù sao chuyện giữa cháu và Tiểu Bạch đại khái cũng chỉ có như vậy. Còn mẹ Tiểu Bạch, đừng cố chấp với bà ấy. Bà ấy có cái tính xấu thế đấy, cháu hiểu không? Không dịu dàng hơn viên đá trong nhà vệ sinh là mấy đâu. Tiểu Bạch lại thương mẹ nó. Mẹ nó nói thế nào thì là như thế. Cháu hiểu rồi ạ. Chú đấm cháu một quả, cháu đừng thủ chú nhé. Tục ngữ nói rồi, không đánh thì không quen biết, phải không? Hơn nữa, người ta đều nói, con rể cũng như con trai. Phải rồi, hiện giờ cháu và Tiểu Bạch còn chưa kết hôn, nhưng ít nhất cháu cũng coi như là một đứa con trai ở xa của chú rồi.
Nói đúng ra thì cháu cũng sắp gọi chú là bố rồi ạ. Đúng vậy. Còn nữa, chú nói cho cháu biết, hai bà mẹ của hai đứa thực ra cũng không sung sướng gì, đều là một mình nuôi các con trưởng thành, đều sợ đứa con bảo bối của mình phải chịu khổ. Họ đều đang thăm dò đấy, hiểu không? Đầu tiên là chạm vào giới hạn của cháu, sau đó mới đạp lên giới hạn của cháu, dẫm đạp đến khi cháu kêu gào ầm ĩ. Lúc này cháu phải chấp nhận, rồi họ mới lập tức lùi giới hạn về sau 200 mét. Chuyện này không nhằm vào riêng cháu đâu ạ. Hôm nay cứ cho là hoàng tử nước Anh muốn lấy Tiểu Bạch thì thái độ của cô Diệp cũng sẽ như vậy, đúng không ạ? Chính xác là như vậy đấy. Bà ấy chỉ là muốn cháu dùng tấm lòng chân thật để đổi lấy sự yên tâm của bà ấy thôi. Chú, cảm ơn chú. Gợi ý rất lớn. Cảm ơn chú đã tác thành cho cháu. Còn khách khí gì với ông già này chứ? Ngày mai cháu vẫn phải đi làm. Hôm nay uống không đủ thì lần sau cháu nhất định sẽ uống bù, không sao. Được rồi, được rồi. Có điều, Nhất Hạc, chú hỏi cháu. Cháu ở Phong Thịnh, dù gì cũng được coi là quản lý, đúng không? Vâng. Vậy nếu như chú có chuyện cần cháu giúp, thì cháu có giúp được không? Chú cứ nói đi ạ. Mẹ, mẹ đến rồi à? Càng ngày càng không nuốt nổi nỗi bực tức này. Dựa vào đâu chứ? Mẹ cứ phải phối hợp với các con dỗ dành chị Diệp. Vậy sao không phải là các con thương lượng với bà ấy xong rồi qua đây dỗ dành mẹ, để mẹ được vui? Con nói đi, có phải con đã ký cái thỏa thuận đáng xấu hổ của bà ấy rồi không? Cái đó làm sao con ký được? Không phải đâu mẹ. Cô Diệp chỉ là giận con và Tiểu Bạch tiềm trảm hậu tấu. Con và Tiểu Bạch đã làm rất nhiều công tác tư tưởng. Cuối cùng cô ấy cũng nghĩ thông suốt rồi. Lần sau gặp cô ấy, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, cho cô ấy một lối thoát, là chuyện này coi như giải quyết xong, phải không mẹ? Mẹ còn phải dỗ dành cho bái một lối thoát nữa. Mẹ hãy vì đứa cháu trai còn chưa chào đời của mẹ, được không ạ? Được không mẹ? Mẹ cũng chỉ vì nể mặt đứa cháu trai chưa chào đời của mẹ thôi đấy nhá. Vâng vâng, đúng rồi. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản. Cậu làm thế này là có ý gì? Cô à, không phải đâu ạ. Cháu đã quyết định sẽ kết hôn cùng Tiểu Bạch, thì cháu cũng nên chia sẻ tất cả mọi thứ của cháu với cô ấy. Đây là... bản thỏa thuận trước hôn nhân. Bản thỏa thuận trước hôn nhân. Cô à, cháu hiểu nỗi khổ của cô. Thật đấy ạ. Mẹ, cháu muốn mẹ. Đừng khóc nữa nhé, cháu muốn gặp mẹ. Cháu còn khóc nữa thì mẹ không đến đâu. Nghe lời đi nào, đừng khóc nữa. Cháu muốn mẹ cơ. Được rồi bé ngoan, cháu rất ngoan mà. Con trai, mẹ đây rồi, xin lỗi con. Về nhà thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ, Tiểu Bạch, nào, mau lên, ngồi xuống ăn sáng đi con. Nào, ăn cái này trước. Tiểu Bạch, đây là canh gà mẹ vừa hầm cho con, hôm nay nhất định phải mang theo nhé. Vâng ạ. Thế nào, mấy ngày nay có cảm giác buồn nôn không? Con vẫn chưa có cảm giác gì. Hồi mẹ mang thai con, lúc đầu cũng không có cảm giác gì. Sau này nghén rất kinh khủng. Mẹ thấy giờ con chưa có cảm giác gì thì tranh thủ ăn nhiều một chút, bổ sung trước. Lát nữa ăn cái này nhé. Vâng. Tiểu Bạch,
Mấy hôm tới lúc nào con có thời gian thì con phải để mắt đến quản Nhất Hạc, bảo cậu ấy nhanh chóng giải quyết chuyện xin nghỉ việc nhé. Phải rồi mẹ, lúc nào mẹ về Tây An để chuẩn bị hôn lễ cho con? Con muốn lấy chồng thật rồi à? Mẹ nghĩ tổ chức một lần ở Thâm Quyến thôi, không tổ chức ở nhà nữa. Trước khi con lấy chồng, mẹ muốn ở lại Thâm Quyến ở bên cạnh con. Ăn chậm thôi, nào, mau uống sữa đi. Thế thì tốt quá ạ. Mm-hmm.